À, xin chào à, lời nói đôi xin đầu tiên xin chào tất cả cô chú anh chị bên kênh lục tỉnh miền tây và toàn thể cô chú anh chị chơi bonsai mọi miền tổ quốc em là nhà, em tên hoàng anh nhà vườn em là ở chợ gạo tỉnh tiền giang số điện thoại của em là 0931216363 cũng như số số zalo của em ha hôm nay à, em gửi lời rất là cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ những clip vừa qua rất là thành công tốt đẹp hôm nay em có lên một clip zalo à, cùng cô chú anh chị là phôi may chú thủy nuôi bò công và da đen và linh sam và một cây uh, chim kim quýt nha. À, để không làm mất thời gian của cô chú anh chị em vào uh, mã số cây số 1 nha chung một số cây okay, hôm nay là em giá rất là tri ân cho cô chú toàn thể cô chú anh chị nha em vào thông số nha cô chú anh chị em đo hoành ngay chỗ vị trí này được 25 hoành em hào cái cũ nha cô chú cũ này 38 hoành chiều cao là 3 tắc 9 đây, đi một vòng nha cô chú chung cây bên em là toàn bộ là đều bao xếp và bao sống mà hai tháng cho cô chú anh chị nha hai tháng là bật mầm hết rồi mã số mộng xin giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 750 ngàn rồi em xin phép xuống cây tiếp theo là cây mã số 2 nha cô chú anh chị đây cây mã số 2 ở ngoài rất là già dạng nha cô chú anh chị rất là già dạng rất là lực lưỡng nha cô chú anh chị này là nu gò công lá lớn nha cô chú anh chị rồi em vào thông số nha Cây này hoành hơi lớn nha cô chú anh chị Em đo vị trí hoành ngay chỗ này là 41 hoành nha cô chú anh chị 41 hoành Chiều cao 3 tức, 3 tức 8 Cây này ở ngoài rất là lực lưỡng nha cô chú anh chị Rất là già cây Rồi cây mã số 2 nè em cho luôn Toàn thể cô chú anh chị là 1 triệu 300 nghìn Em xin phép xuống cây số 3 Anh chị đáng cố gắng đón xem Đến hết clip nha Có 1 số cây em rất là chia ăn cho cô chú anh chị Giá rất là tốt nha cô chú anh chị Đây cây mã số 3 nha Cây, cây tông cao nha cô chú anh chị cái này mình làm một cái chi tử ở đây được nha cô chú anh chị Một cây tử ở đây ha Rất là phong cách luôn nha cô chú anh chị Để em vào thông số nha cô chú Hoàng em đo được vị trí này là 36 Hoàng nha 35 Hoàng nha cô chú anh chị 35 Hoàng 50 đến 35 Hoàng nha Chiều cao là 8 tất Điên dòng nha cô chú anh chị chị mã số 3 này em giao lưu Cùng toàn thể cô chú anh chị là 2 triệu 100 ngàn tất cả cây bên em đều bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị em xin phép xuống cây số 3 theo cây số 4 nha cô chú cây này rất là già cây nha cô chú nhưng mà đế em bên em nói chung hơi bận đó cô chú bận công ít người làm á chưa có làm đế hết đế nữa nói chung làm ra cái củ tròn do vậy đó về mình cô chú mình khai thác thêm nha rồi em xin phép đo hoành chỗ này là 34 vành nha cô chú chiều cao là 3 tất tư đây quay một vòng nha Cây mã số 4 này em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 750 ngàn Một phép xuống cây Tiếp theo cây mã số 5 nha cô chú Cây mã số 5 Một cây dụng C nha cô chú Dụng C cái co đường truyền co này rất là đẹp nha cô chú Bắt cạnh đây lập nóc lên đây nha cô chú chụp xuống Cây này cây này rất là già nha cô chú Em đo vị trí hoành nè chỗ nhỏ này đi cô chú ơi nhỏ này là 29 của anh nha cô chú em hạ cái cũ luôn nha cái cũ là được 4 tắc 2 chiều cao là 2 tắc 2 tắc 4 cô chú ơi đây đi một vòng nha cô chú cây số 5 này em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 900 000 em sẽ xuống cây nha theo cây mã số 6 nha cô chú Cây này cây số, số 9 đi cô chú ha Đây này cây số 9 này Mã số 9 nha cô chú Hoàng em đo vị trí này là 29 Hoàng luôn Mã số 9 uh, Hoàng 29 luôn nha cô chú Chiều cao 3 tất 2 Rồi xoay dòng nha cô chú Mã số 9 em xin phép Zalo lưu Cùng toàn thể cô chú là 800 ngàn Rất là già cây luôn nha cô chú Bài cây này có một số cây Nói chung là cũng đa số cây nó bị hạt kim Ăn lấp da ngoại thôi nha cô chú Nhưng mà dãy lên cưỡi ra Da ở trong vẫn còn sống hoàn toàn nha cô chú không ảnh hưởng nha cô chú chạm sức xuống cây <laughs> theo là mã số 6 nha cô chú em quay là mã số 6 nha em bóc lộn cây của chú thông cảm nha rồi em vào thông số nha cô chú hoành vị trí này là 28 hoành nha cô chú cái cũ em hào cái cũ là 3 tắc 9 nha cô chú chiều cao 2 tắc 8 cây mã số 6 này em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 600 600 ngàn rất là rẻ luôn cô chú ơi rất là đáng sưu tầm nha cái củ tròn do tròn dình này cô chú ơi ảnh phép xuống cây theo cây mã số 7 nha cô chú này một cây lại có cái mông tròn do này cô chú ơi rất là già dặn cái cây cái củ rất là đẹp nha cái lớp da này có một số là bị hà kim ăn nhưng mà da ở trong vẫn còn xanh nha cô chú không có không có chết da nha cô chú cô chú cứ an tâm tại cái loại nuôi gò công lá lớn này nó hay bị có nhiều khi nó hay bị hà kim ăn ngoài da À, em dạo thông số nha cô chú hoành vị trí này em đo được là 32 hoành đây cô chú 32 hoành em hạ với cũ nha cô chú cái cũ đặt ở đây là 4 tắc 8 chiều cao là 3 tắc 2 đây đi dòng cô chú xem nha cây mã số 7 này em giao lưu cũng toàn thể cô chú anh chị mình là 800 000 rồi em xin phép xuống cây theo cây okay, mã số 8 mà số 8 là một cái bay nha cô chú Chỉ cần bay này em mốt lập xương lên nha cô chú lập xương đó ha cái cần bay này lập xương là được cần bay này rất là lực nha cô chú rất là bự cần bay rồi em vào thông số cho cô chú nha vị trí này em đo được là 34 hoành nha cô chú anh chị tổng cái cần bay này là 5 tấc nha cô chú anh chị cái chiều cao là 2 tấc 8 em <laughs> vòng nha cô chú Mã số 8 này em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 750 000 Rất là rẻ nha cô chú anh chị ơi. Quá rẻ. Cây rất là già nha cô chú. Em sẽ xuống cây. <laughs> Tiếp theo là cây mã số 10 nha cô chú. Em vào thông số nha cô chú anh chị. Mà hoành vị trí em đo ngay chỗ này là 28 hoành. Chiều cao 3 tấc chiều cao 3 tấc nha cô chú anh chị đây mã số 10 này em giao lưu với toàn thể của chú anh chị mình là 600 000 siêu rẻ của chú anh chị quá rẻ của chú chú anh chị xem ủng hộ nha cảm lên cây mã số 11 để trực lắc nha cô chú anh chị trực lắc nhà thông số nha cô chú anh chị Hoành em đo vị trí này là 31 của nha cô chú anh chị. Cây này đế đẹp nha. Chiều cao 3 tấc nha cô chú anh chị. Mã số 11 này em giao lưu với toàn thể cô chú anh chị mình là 800 000 Rồi em xin phép xuống cây nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12 này là cây trực lắc nha cô chú anh chị. Cành 1, cành phong có hết nha cô chú anh chị. Dựng ngọn lên ha. Cây này cốt cành đầy đủ nè cô chú anh chị. Cốt cành đẹp, đường chèn cây rất là đẹp. Rồi em vào thông số nha cô chú anh chị. Hoành em đo vị trí này là 27 hoành, ngay vị trí này nha cô chú anh chị. Em hào cái củ đặt cho cô chú anh chị xem ha. 4 tấc 2 nha cô chú anh chị. Này về mình khai thác đế dưới nữa là mình đế đẹp nó là đẹp nữa nha cô chú anh chị. Chiều cao 3 tấc 3 cô chú anh chị. Khai thác đế mà đế đẹp nó là tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Tại nhiều công chưa có chưa có làm khai thác hết rồi nè điên dòng nha cô chú anh chị mã số 12 nè em giao lưu cùng toàn thể của chú anh chị mình là 800 ngàn chẳng sẽ phép xuống cây theo mã số 13 nha cô chú anh chị tại là cây một cây có đường thân rất là ngạc nghèo nha cô chú anh chị rất là ngạc nghèo đất lượng rất là ngạc nghèo nha cô chú anh chị rồi em giao thông số Hoàng em đo vị trí này là 35 Hoàng nha cô chú anh chị 35 hoành chiều cao là ba tấc rưỡi đây sẽ dòng nhé cây mã số 12 nè em luôn cùng toàn thể của chú anh chị mình là 700 000 13 là 7 13 nha cô chú anh chị xin lỗi 13 700 000 nha theo mã số 14 nha cô chú đây mã số 14 đây này cô chú anh chị dẫn máy đây có một số điểm hà kim ăn nguyên nhân của chú anh chị nhưng mà da ở trong này vẫn còn xanh nha cô chú anh chị không có không có bị khô da nha cô chú anh chị cái dòng nuôi uh, gò công lá lớn này là hay bị tình trạng đó vị trí này em đo được 33 ba hoành nha cô chú anh chị chiều cao ba tấc rưỡi đây. cây mã số 14 bốn em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 700 trăm nói chung với cái phần này của em cũng mới vệ sinh nước của chú anh chị nên nó dính đen nhìn hơi vậy nha chứ không phải là thúi da đâu nha cô chú anh chị mấy sạch đó, lá hồi hư á, lá hồi khô á, nó sẽ trắng là nha cô chú anh chị Nè dính nước á, cô chú anh chị nó hơi đen chứ không phải thúi da đâu nha đậm xin phép xuống cây theo mã số 15 Rồi, một cây uh, chật lắc nha cô chú anh chị em vào thông số nha vị trí này em đo được là 30 mươi hoành nha cô chú anh chị 30 mươi hoành em hảo cổ đặt luôn nha cô chú cổ đặt là 4 tất 3 chiều cao là 3 tất 7 rồi em xem một vòng nha cây mã số 15 này em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 700 ngàn rồi em xin phép xuống cây tiếp theo là một cây siêu lồng của chú anh chị ơi. như cái bánh ít vậy cô chú anh chị mã số 16 nha cô chú anh chị nè. đây nè như cái bánh ít vậy cô chú anh chị cùng tè nè rồi em giờ thông số nha cô chú anh chị em đo vị trí hoành chỗ này là ba tấc tư nha cô chú anh chị em hạ với cũ nha cái cũ này là được bốn tấc rưỡi cô chú anh chị chiều cao là hai tấc chiều cao một gan tay của chú anh chị đây sẽ dòng nha cái mã số 16 này em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 650 ngàn quá rẻ của chú anh chị ơi quá là cái mình nạt nó của chú anh chị bắt siêu lùng nha cô chú anh chị 650 ngàn ha rồi em sẽ xuống đây Tiếp theo mã số 17 nha cô chú anh chị một cây à, nuôi qua cộng luôn cây này có nuôi à, thả thực dại của chú anh chị hồi đó cắt là thả thực dại giờ chưa có sữa giờ à, giao lưu của chú anh chị giá cũng rất là dễ chơi của chú anh chị đây mã số 17 nha cô chú em à, vào kích à, thước nha cô chú giờ thông số hoành em đo được vị trí này là 5 tấc 6 hoành 5 tấc 6 cây này để đều đẹp nha cô chú chiều cao là 4 tấc rưỡi em xem một vòng nha. cây mã số 17 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 2 triệu 300 ngàn. em xin phép xuống cây nha cô chú anh chị. Ở ngoài rất là già cây nha cô chú anh chị. Tiếp theo là cây mã số... Mã số 20. lỗi nha cô chú anh chị Cái này mã số 18 nha cô chú anh chị 18 Em vào thông số rồi em quay vòng Cô chú anh chị xem ha Em đo tổng chỗ này là Hoành nghe vị trí tổng này là 4 tất 6 nha cô chú anh chị 4 tất 6 4 tất 6 Hoành nha cô chú anh chị Chiều cao là 6 tất Chung số mặt hàng này Em đi ăn Với lại bán cho cô chú anh chị Giá rất là tốt nha cô chú anh chị Rất là rẻ anh chị em nào chốt sớm thì có sớm nha cây rất là đẹp của chú ơi cây này mã số nó 18 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú là 500 ngàn em xin nhắc lại là cây bên em toàn bộ bao ship và bao sống hai tháng cho cô chú anh chị hai tháng là bật mầm mắt sống khỏe của chú Rồi em xin phép xuống cây tiếp theo là cây mã số 19 nha cô chú anh chị cây này cũng là một cây gò công lá lớn nha cô chú anh chị nu gò công em đo giờ thông số chỗ này nha cô chú anh chị quanh nghe đem đo được là 45 mươi đế đều đẹp nha cô chú chiều cao là năm tấc sáu em xem một vòng nha cô chú cây mã số 19 này em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 650.000 siêu rẻ luôn cô chú anh chị Đi ăn với lại bán giá cho cô chú anh chị siêu rẻ cho em sẽ xuống cây tiếp theo là cây mã số mã số 20 nha cô chú cây này mã số 20 nha cô chú anh chị một nói chung một góc mà lên đa thân nha cô chú anh chị giá rất là dễ chơi cô chú ơi Cây này em đo vị trí này là 5 tấc 3 hoàng Chiều cao là 3 tấc 9 Em xem dòng cho cô chú anh chị xem ha Cây này em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị là 550 000 Rất giá rất là dễ chơi siêu rẻ cô chú anh chị Cầm cho xuống cây Rồi em vào cây số 21 nha cô chú anh chị Nhưng mà số 21 em vào vị trí hoành chỗ này là 4 tấc 8 nha cô chú anh chị đây chỗ nhỏ nha nha cô chú anh chị 4 tấc 8 này chiều cao là 3 tấc rưỡi em xem một vòng nha cô chú anh chị tất cả mấy cây này không có bọng bể đâu nha chú cô chú anh chị chỉ có con số mặt cắt ở đây nhưng mà nó kéo rất là tốt nha cô chú anh chị rồi, cây mã số 21 này em giao lưu cùng toàn thể cô chú mình là 1 triệu em bao ship rồi, em sẽ phép xuống cây Em lên cái mã số 22 nha cô chú anh chị Vấn đa nha cô chú anh chị Bung đa đó cái cây tử này đây rất là duyên nha cô chú Rồi em xin phép vào thông số nha cô chú anh chị Hoành em đo vị trí này là 40 hoành nha cô chú anh chị 4 tắc Chiều cao 3 tắc 3 Rồi em xem một vòng cùng cô chú anh chị xem nha rồi cây mã số 122 này em vô luôn cùng toàn thể cô chú anh chị là 1 triệu 100 ngàn Rất là giá rất là rẻ nha cô chú anh chị Nhắn sưu tầm về chơi của chú anh chị anh phép xuống cây Rồi em vào cây mã số 23 nha cô chú Là cây vắng đa nữa cô chú ơi Cây này cái cốc nối thì có sữa nha cô chú anh chị Có sữa rồi em xin phép đo thông số chỗ này là hoành 6 tắc 2 nha cô chú 6 tắc 2 ngay đây chiều cao là 4 tắc 1 rồi em xem một vòng nha cô chú cái này là liền khối hết nha cô chú liền khối hết cây mã số 23 này em cho luôn cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 1 triệu 100 ngàn quá rẻ cô chú ơi quá rẻ cây quá già luôn cô chú ơi rồi em xin phép xuống cây theo okay, cái mã số 24 nha cô chú anh chị Mã số 24. Em vào à, vị trí nha cô chú anh chị. Quần em ra vị trí này 5 tấc 3 nha cô chú. Chiều cao là 4 tấc 6, cây này nó hơi quái lắm nha cô chú, nó có cái cái chân rễ chỗ này nè, nó quái lắm nha cô chú anh chị. Rồi, em xem một vòng nha. Cây là không có bể bọng nha cô chú anh chị. Cây này em giao luôn cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 400 000 quá rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Nhanh tay chốt trước rồi còn cây nha cô chú anh chị em xin phép xuống kì. rồi em vào cái linh sam linh sam lá chung nha cô chú anh chị siêu lùng của chú anh chị mã số 25 thí sinh mã số 25 này siêu lùng bung đa này nha cô chú anh chị đã lắm có cốc nối hết này nè bây giờ mình về mình cắt á mình chuyển nghiệp anh nữa nha cô chú anh chị mình chuyển nghiệp bờ bờ lên nữa ha rồi em vào thông số nha cô chú anh chị hoành em đo vị trí này ba tắc sáu 3 tấc 6 hoành mà chiều cao 2 tấc 8 của chú anh chị siêu lùng rồi cái mã số 25 này em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mà là 500 ngàn luôn quá rẻ luôn cô chú ơi không có tìm đâu ra luôn cô chú ơi quá rẻ siêu rẻ em xin phép xuống cây tiếp theo cây mã số 28 nha cô chú anh chị mã số 26 nha cô chú anh chị Lào cây lên sam vắng đa nó có chú anh chị Bung đa cây rất là cân của chú anh chị Đây rất là cân Chơi hàng mini cái này Rất là cân của chú anh chị Rất đẹp của chú ơi Chập cái dòng lên sam này là nó Nó mọi miền tổ quốc đều chơi được của chú Khí hậu nào chơi cũng được Vị trí này em đo được là 27 quanh nha cô chú 27 quanh Chiều cao 2 8 nha cô chú anh chị Em xây dòng nha Cây rất là đẹp nha cô chú anh chị Cây mã số 26 này em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 450 000 Cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Em xuống cây. Dạ, cây này quá tê cô chú ơi, quá tê quá tê. Cây mã số 27 quá tê. Rất là quái nha cô chú anh chị, có chân rễ đây nè. Rất là quái có cúc nối gáo nha cô chú anh chị. Cúc nối bự hơn con tay cái em nha. Rất là duyên nha cô chú anh chị. Cây này rất là nghệ thuật cô chú ơi. Em giờ không số nha cô chú anh chị của anh vị trí này em đo được 28 của anh nha cô chú anh chị cho này 28 của anh nha cái chiều dài full tán là 4 tắc 2 chiều cao là 2 tắc 9 cây này nhìn ở ngoài thực tế rất là độc đáo của chú anh chị cây mã số 27 này em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 650 ngàn thôi quá rẻ luôn cô chú ơi quá rẻ cho một tác phẩm này rồi sẽ xuống cây theo dòng mã số 28 nha cô chú anh chị quá đẹp luôn cô chú ơi quá rụt rịch cô chú ơi cái cây này ở ngoài thực tế rất là rụt rịch cô chú ơi lùng nó nén một cục ra cô chú cốt cành bằng ngón chân cái luôn cô chú ơi cốt nói á rồi em giờ thông số nha cô chú anh chị hoành em đo vị trí tổng hoành chỗ này ha cô chú anh chị tổng hoành là hai tấc chính cái cũ hơi hậu cái cũ cho cô chú luôn nha cái cũ là bốn tấc cô chú ơi chiều cao là hai tấc tám em xây một dòng nha cô chú mã số 28 nè em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 850.000 năm ngàn cô chú ơi quá rẻ cô chú anh chị quá rẻ quá rẻ cho một tác phẩm bonsai mà mini mà chơi kiểu này là quá quá quá, quá uh, tuyệt vời của chú ơi anh phép xuống cây anh vào cây mã số 29 nha cô chú lại là một cây rục rịch nữa cô chú anh chị ơi một cây linh sam lá chung rục rịch nữa rồi em giờ thông số nha cô chú. Đó, mấy cây lên sam này quá tuyệt vời luôn cô chú ơi. À. Cô chú nha ráng sưu tầm về chơi nha cô chú. Hợp nhãn này, sưu tầm ha. Cái quịt vành giấy đo này là 26 quanh nha cô chú. full cái tán này 4 tấc 2, chiều cao là 2 tấc. Chi mã số 29 này em Zalo cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 400 000 Quá rẻ cho một tác phẩm luôn cô chú anh chị. Anh chị hợp nhãn thì nhanh tay cứ phone cho em mình chốt đơn ha. Trước, trước thì còn cây nha cô chú anh chị em sẽ phép xuống cây tiếp theo là cây mã số 30 nha cô chú anh chị lại là một cây rụt rịch nữa cô chú ơi quá sức ở ngoài không tả nổi nè phun tán chỉ có bốn tấc mà cốt cành nó đóng như đinh đóng như vậy là cô chú cốt cành nó đóng như đinh đóng như vậy mà cái dáng nó rất là đẹp nha cái co lắc nó rất là quặn nha cô chú cái đường tiền co rất là tuyệt vời Đợi nhà thông số nha cô chú và vị trí này em đo được là 29 của anh. Full cái tán này là 3 8. Chiều cao 2 tấc 3 cô chú. Đây, điên dòng nha. Mã số 30 này em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 700 000 Quá tuyệt vời cho một tác phẩm này cô chú. Về nói cốt lẻ chơi lắm cô chú ơi. Nói chuyện chuyện ra lẻ chơi lắm. Ra cái phơm dài này nè. ba cô chú. Rất là đẹp cô chú ơi. Em lấy xuống cây. Tiếp theo là mã số 31 nha cô chú anh chị. đưa máy gần vô đây báo cô chú anh chị chỗ này nó có bị lỗi tí nha cô chú anh chị nó bị cháy đường da cô chú anh chị nắng cô chú anh chị hồi cắt phôi trồng nó bị nắng cháy đường da nhưng mà nó cuốn mép vô hết rồi cái gỗ lên sam thì nó thành gỗ gỗ thép rồi cô chú anh chị an tâm vụ đó ha nhưng mà nó bị chỗ này em báo như vậy nha cái này em giao lưu giá rẻ cho cô chú anh chị nè mã số 31 ha em đo thông số nha cô chú anh chị hoành vị trí này em đo được 2 tất tám hoành full cái tán này 4 tất tư chiều cao 2 tấc rưỡi rồi cái mã số 31 này em cho luôn còn toàn thể cô chú anh chị mình là 180.000 quá rẻ cô chú anh chị Nói chung cây bị lỗi em cho lưu giá rất là rẻ cho cô chú anh chị nha 180.000 nha cô chú anh chị chạm xếp xuống cây Rồi em xin phép vào cây 32 nha cô chú anh chị Mà số 32 quá rụt rịch luôn cô chú ơi Lắc ra rụt rịch cây này tí nhỏ con tí nha cô chú rất là nhỏ, hơi nhỏ con hơn mấy cây kia nhưng mà rất là rụt rịch rồi em giờ thông số nha cô chú anh chị hoành vị tiến em đo chỗ này là 23 hoành 5 ly tính cô chú là 23 23 hoành quân tán là 4 tất 3 chiều cao là 2 tất 4 mã số 32 này em giao lô cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 480.000 giá rất là tốt luôn cô chú ơi rất là mau chơi cái này nha để phép xuống cây tiếp theo là cây mã số 33 nha cô chú <laughs> em vào thông số nha cô chú hoành em đo vị trí này là 20 hoành nha cô chú anh chị 20 hoành 5 ly mà tính 20 hoành này full tán nó là 4 tấc chiều cao nó 2 tấc rưỡi đây, đi vòng nha cô chú cây mã số 33 này em vô luôn cùng toàn thể cô chú anh chị mình giá rẻ luôn, 3 xị luôn, 33 giá 3 xị. Rồi xuống cây nha. Tiếp theo em vào cây một cây okay, chú thủy nu da đen lá lớn nha cô chú anh chị. Nu da đen lá lớn nha cô chú anh chị chứ không phải nu công nha, cái này nu da đen lá lớn. Cây ở ngoài rất là cái bệ rất là vững chắc. Đây, em lên miếng em, em lên miếng nha cô chú anh chị, cái bầu nó hơi nghiêng tí. Cái bệ rất là vững chắc nha cô chú anh chị cô chú anh chị em này. không không tay cây này không có bọng bể nha cô chú anh chị liền lạc đây rất là lực lượng của chú anh chị cốt cành này rất là to nha cô chú anh chị rất là bài bản này rất đáng để sưu tầm nha cô chú anh chị nó lùng như một ngọn núi vậy cô chú anh chị rất là tuyệt vời của chú anh chị cây này để đẹp để đẹp thân đẹp cành đẹp em già thông số nha cô chú anh chị cây này ở ngoài nhìn giật mình đó cô chú anh chị và em đo vị trí này năm tấc rưỡi nha cô chú anh chị năm tấc rưỡi của chiều cao là 4 tất 8 quá tuyệt vời của chú anh chị cây mã số 34 này em giao lưu cùng toàn thể uh, cô chú anh chị mình là 7 triệu quá tuyệt vời của chú anh chị cây này rất đáng để sưu tầm nha cô chú anh chị cốt bài bản này cô chú anh chị cành một cành phong cành ba cái ngọn chụp xuống cái của chú anh chị rất là lùng rất là đẹp rồi em sẽ phép xuống cây nha cô chú tiếp theo vào cây mã số 35 cây này cũng không có kém phần hấp dẫn đâu nha cô chú anh chị cây này nó nằm như một cái bánh ít luôn rồi nè lùng tè em xem dòng ha cái này cũng là vua nu nu cho đen lá lớn nha cô chú anh chị không bọng bể nha cây liền lạc nha cô chú anh chị liền lạc sạch sẽ cây lắm em vào vị trí này đo thông số là 4 2 nha cô chú anh chị vị trí này em đo được 4 2 nha cái bệ nó muốn chảy đặt luôn cô chú anh chị à, chiều cao là ba tấc mốt cốt cành rất là cô chú ơi đây cái bệ mà nó muốn chảy 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 đặt lại luôn cô chú sến lại luôn rồi rồi cây mã số 35 này em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 6, 6 triệu em bao ship toàn quốc chung cho cô chú anh chị nha những cây à, giá trị à, hơi à, trung trung này cao cao tiền này à, cô chú anh chị à, chốt đơn cọc cho em bên em một tích một ít ha rồi em xuống cây <laughs> tiếp theo là em vào cây một cây kim quýt nha cô chú anh chị thường thường ông bà ta có câu nhất kim nhì nguyệt đó cô chú anh chị một cây kim quýt này là rất là độc đáo nha cô chú anh chị có thể kiếm một cây thứ hai cũng hơi bị khó nha cô chú anh chị nó thành phẩm nó full nó rất là mịn tán nha cô chú anh chị đây xoay dòng xem ha nó rất là mạnh tán tàn tán rất là mạnh của chú cái dáng này là dáng bắt cầu nha của chú anh chị cầu cầu kim mấy nhân cô chú anh chị này rồi vào chỗ này một cái cho cô chú anh chị xem cái chỗ này cái vị trí chỗ này nè của chú anh chị là có hồi xưa có một mặt mặt cắt chỗ này nha nhưng mà toàn bộ là da đang kéo với lại gỗ này á Gỗ này là nó sam cứng thành thép rồi chứ không phải là nó mục, nó không mục nha cô chú anh chị. Một vết sẹo chỗ này. Hồi xưa xưa có cắt cành lớn chỗ này. Nhưng mà cái cái thẹo này là thẹo lành tính an toàn nha cô chú anh chị. Đây, nè có quả luôn nè cô chú anh chị. Quả rất là đẹp nha cô chú anh chị. Quả rất là đẹp. Rồi, <laughs> không làm mất thời gian cô chú anh chị, em vào thông số nha. Cây này mã số 36 là cũng em vào thông số nha cô chú anh chị. Hoành em đo vị trí hạo chỗ này đi Dạ hạo nhiều vị trí chỗ hoành cho cô chú anh chị mình xem ha Chỗ này nè đây, Em đo được là 4 tắc 2 nè cô chú anh chị Đây Chỗ này là 4 tắc 2 nha cô chú anh chị 4 tắc 2 Em đo nhiều vị trí luôn Chỗ này vị trí chỗ này em đo được là 2 tắc 1 Em đo nhiều vị trí nha cô chú anh chị à, Cái à, từ chân chân cầu bên này qua chân cầu bên kia là 4 tắc nha cô chú anh chị 4 tắc full cái tán hiện tại là 8 tấc nha cô chú anh chị chiều cao là được uh, 5 tấc cái chậu này là cái chậu uh, chậu tàu Trung Quốc nha cô chú anh chị chậu đất nông Trung Quốc chiều dài chậu ba này chiều dài 6 tấc em đo đủ thông số hết chiều ngang là 4 tấc 7 cây này uh, tại vì cái cây này tiền phí ship nó hơi nặng nha cô chú anh chị nếu mà cô chú anh chị ship em sẽ ship chậu tặng cả chậu Trung Quốc này nha ship em trong khi ship đó em phải đóng cái khung sắt nha cô chú anh chị để cho bảo vệ an toàn chậu và tán cây nha em đóng khung sắt hết rồi em quen dòng nữa ha cây mã số 36 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là cái tác phẩm này em giao lưu là 15 triệu 15 triệu rất là xứng đáng đồng tiền cô chú anh chị mà nhìn ở ngoài thực tế là rất là xứng đáng đồng tiền kiếm cây nữa không có nhưng cô chú anh chị 15 triệu em bao ship em đóng khung sắt nha cô chú anh chị rồi cây mã số um, 36 này cũng là cây uh, cuối clip. Em xin uh, gửi lời cảm ơn đến toàn thể cô chú anh chị uh, bên kênh lục tỉnh miền Tây cũng như cô chú anh chị chơi xe mở miền Tổ Quốc đã theo dõi đến cuối clip. Uh, chúc cô chú anh chị um, thật nhiều sức khỏe, một ngày tốt lành. Mong uh, cô chú anh chị ủng hộ clip này thành công tốt đẹp để em có động lực để sưu tầm uh, những hàng đẹp, hàng vip về phục vụ cho cô chú anh chị nha. Dạ xin chào tạm biệt toàn thể cô chú anh chị.